Anh Long ngụ tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, sinh sống bằng nghề lưới cá. Mỗi ngày anh bắt được rất nhiều cá và bán được khá tiền. Anh có một vợ và hai con. Vợ anh hằng ngày ra chợ bán cá do anh bắt được, có khi mua thêm cá của người khác để bán. Hai con anh, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi, hiện còn đi học. Mặc dù cả hai vợ chồng đều làm ra tiền, nhưng cuộc sống gia đình cũng không khá lắm. Vợ anh thường xuyên đau ốm với chứng bệnh suy tim, thỉnh thoảng phải vào bệnh viện cấp cứu. Hai đứa con thì eo uột, ốm yếu và chậm phát triển. Mặc dù đã chữa trị bồi bổ rất nhiều, nhưng chúng cũng không khá hơn. Riêng anh thì mắc chứng bệnh say xỉn, hằng ngày cứ chiều đến là đi nhậu với bạn hoặc rủ bạn về nhà nhậu cho đến tối mới nghỉ. Vợ khuyên anh không nghe, lại còn kiếm chuyện la mắng. Vợ chồng thường xuyên lớn tiếng với nhau, gia đình sống không được hạnh phúc. Một hôm, như mọi ngày, anh giăng lưới trong một cái ao sâu hơn 2 mét. Vài giờ đồng hồ sau, cá mắc lưới khá nhiều. Anh ngồi trên chiếc xuồng nhỏ chèo ra giữa ao để gỡ bắt cá bỏ lên trên chiếc xuồng. Do mãi mê cúi xuống gỡ cá trong lưới, anh bị mất thăng bằng, lộn nhào xuống ao, người mắc vào lưới. Anh càng cựa quậy cố thoát ra khỏi thì lưới càng quấn chặt. Cuối cùng anh phải bị chết giống như những con cá mà anh lưới bắt hàng ngày. Dân làng được tin kéo nhau đến xem. Nhìn cảnh anh bị lưới quấn chết dưới lòng ao, ai cũng thương xót và thấy rõ nhân quả hiện tiền. Câu chuyện người thợ săn tàn nhẫn. Một buổi sáng, thợ săn Coca vào rừng với cung tên và bầy chó săn. Anh ta đi từ nhà vào rừng. Vừa đến bìa rừng thì gặp một vị sư từ trong rừng đi ra làng để khất thực. Không may buổi sáng hôm đó, anh thợ săn không tìm được con mồi nào. Anh nghĩ là vì gặp vị sư nên mới bị xui xẻo như vậy. Buổi trưa trên đường trở về nhà, anh thợ săn lại gặp vị sư hồi sáng đang đi về tịnh xá của mình trong cánh rừng. Anh thợ săn tức giận, xua chó cắn vị sư. Ngài hoảng quá, vội trèo lên cây. Bầy chó vây quanh dưới gốc, thợ săn cai cú nói với lên: "Đừng tưởng thoát khỏi nanh vuốt của ta nhé." Rồi hắn lấy cây đâm vào chân vị sư. Ngài van xin nhưng hắn mặc kệ, cứ đâm hết nhát này rồi nhát kia. Ngài kéo chân đó lên và thò chân kia xuống, hắn lại đâm tiếp. Ngài lại kéo chân kia lên. Ngài quá đau nhức, như thể ngồi trên ngọn giáo, đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay, và chiếc y chụp xuống đầu thợ săn trùm đến chân. Bầy chó tưởng là vị sư rớt trên cây xuống, chúng nhào lại cắn anh thợ săn cho đến chết. Lúc ấy vị sư bẻ một cành cây khô ném xuống. Thấy vị sư, chúng mới biết là mình đã cắn chủ của mình chết, liền cong lưng chạy vào rừng. Vị sư bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về kể đầu đuôi câu chuyện cho Phật nghe và hỏi Phật mình vô tội hay có tội, còn là tu sĩ hay không. Đức Phật trả lời: "Tỳ kheo, sự vô tội của ông vẫn nguyên vẹn, ông vẫn là một tu sĩ. Người nào xúc phạm đến người vô tội sẽ bị quả báo đau khổ." Câu chuyện người đồ tể giết heo. Cung gia sinh sống bằng nghề mổ lợn trong suốt 55 năm và được mệnh danh là tay đồ tể dạng dày kinh nghiệm. Thoáng nhìn qua con heo là ông biết ngay nó khoảng bao nhiêu ký, mắc bệnh hay khỏe mạnh, thịt nạc nhiều hay thịt mỡ nhiều, vân vân. Ông dành một khoảng đất trống khá rộng phía sau nhà, rào chắn cẩn thận, thả heo vào đó và nuôi chúng bằng đủ loại thức ăn, kể cả chất thải của con người. Khi nào muốn giết lợn, ông buộc chặt con heo vào một cột trụ, dùng một khúc cây quất nó cho da thịt phồng lên và mềm ra. Sau đó ông banh miệng heo, nhét vào đó một cái nêm và đổ nước sôi vào. Nước sôi sẽ vào bụng heo, ngấm vào ruột non, ruột già, làm lỏng phân và tống các chất cặn bã theo đường hậu môn ra ngoài.
Bao lâu nước thải còn đục là ông còn tiếp tục đổ nước sôi vào miệng heo. Làm như vậy cho đến khi nào nước trong bụng heo thải ra trong sạch mới thôi. Phần nước sôi còn lại, ông đem đổ trên lưng heo, cho bong hết lớp da đen đúa, rồi dùng một bó đuốc thui cháy hết lông, cắt đầu, lấy máu trét khắp thân heo. Sau đó quay nó trên lửa cho thật chín, rồi cùng vợ con ngồi lại bên nhau đánh chén. Nếu thịt còn thừa thì ông đem ra chợ bán. Ông sinh sống như vậy trong suốt 55 năm mà không hề thân thiện hay quà cáp cho ai chút gì. Ngay cả Đức Phật ở tại một tịnh xá gần làng mà ông cũng không bao giờ lui tới hay cúng dường ngài một phốc gạo, một cành hoa. Ông sống keo kiệt, lầm lũi, chỉ biết đến vợ con và gia đình mình. Rồi một hôm, ông bị căn bệnh hiểm nghèo ập đến, giày vò hành hạ ông cả ngày lẫn đêm. Ông chỉ cầu mong sao cho sớm trút hơi thở cuối cùng, nhưng không được. Ông đau đớn quằn quại và lửa dữ cứ phừng phừng, hừng hực trước mắt ông. Ông cảm thấy đầu óc bị quay cuồng bởi những tiếng kêu la thất thanh, en ép, tay chân tê buốt như bị trói chặt, ruột gan nóng rát như bị thiêu đốt và đứt ra từng đoạn. Ông lăn lộn vật vã tru réo, rồi bỗng dưng ông chồm dậy, trợn mắt nhe răng gầm gừ, chắp nuốt như con heo và bò đi lởm ngởm xiêu vẹo khắp nhà. Chốc chốc ông lại húc đầu vào tường và kêu lên the thé như tiếng heo sắp tắt thở. Người nhà cố giữ ông lại, kẻ thì bịt miệng, người thì cột tay chân, và bây giờ trông ông giống như một con heo bị trói nằm trên sàn. Vừa thương vừa sợ, vừa cảm thấy tội nghiệp cho cha ông của mình, con cháu trong nhà luôn phiên túc trực, đóng cửa cài then, canh phòng nghiêm mật, để cho ông được tự do bò tới bò lui trong nhà và mặc sức gầm gừ tru tréo. Đến ngày thứ bảy, ông lăn đùng ra chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Một số sa môn trên đường khất thực, ngày ngày đi ngang qua nhà Cung Đa, thấy cửa ngõ kín mít, nhưng trong nhà thì ồn ào với tiếng heo kêu en ép, bèn đến gặp Đức Thế Tôn và thưa rằng: Bạch Thế Tôn, trong 7 ngày qua, cửa ngõ căn nhà của đồ tể Cung Đa đóng kín mít, nhưng trong nhà họ vẫn tiếp tục mổ heo, chắc ông ta sắp mở tiệc lớn. Bạch Thế Tôn, biết bao nhiêu heo đã bị giết chết, rõ ràng là ông ta không có một chút thiện tâm, nhân ái gì cả. Chưa thấy ai giả mang tàn ác như ông ấy. Này các tỳ kheo, Đức Thế Tôn nói, nhân nào thì quả nấy, sự trừng phạt nào cũng phù hợp với hành động quá khứ của mọi người. Ngay khi còn sống, Cung Đa cũng đã bị thiêu đốt bởi ngọn lửa hung tàn của nghiệp lực. Do vậy mà ông phải bò tới bò lui siêu siêu vẹo vẹo, té lên té xuống và gầm gừ rên rỉ giống như heo trong 7 ngày liền. Hôm nay ông ấy giả từ dương thế thì lại bị đọa vào. Câu chuyện kiếp trước á bức nô lệ, kiếp này hóa thân ngựa cho người đời cưỡi ngựa mua vui, thống khổ trầm đường. Mấy năm trước tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn đến một khu vườn chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa thì thấy có một cỗ xe thổ mộ rất sang trọng vừa đổ lại trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung và cái bờm tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời kali tươi đẹp, càng làm tăng thêm phong khoái. Càng làm tăng thêm phong thái uy vũ bất phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi, đến chẳng biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần đến cổng lớn, thì thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách.
Nhưng lúc này thần thái nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lặng lẽ bước từng bước, lê từng bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng của nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng 20 tiếng. Trông nó đờ đẫn mà đau lòng. Tôi lan man suy nghĩ, chẳng biết con ngựa này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có bao nhiêu du khách ngồi cho nó kéo, và một năm có bao nhiêu người? Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến chừng đó người hay sao? Sau khi trở về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ, Hòa thượng Diệu Pháp. Ngài bảo, con ngựa đó đời quá khứ từng là một người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong tràng viêm của ông ta có hơn trăm nô lệ làm việc. Họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục hành hạ áp bức phi nhân tính của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức bị đọa vào địa ngục thọ khổ. Mãn báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú, sinh làm con ngựa này. Mang ngoại hình tuấn tú mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ của nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột đài ải, chỉ có hơn trăm người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức. Đây không những là phạm tội đáng xấu hổ với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính, tức là xúc phạm và đạp con người quá đáng, thì y đã có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu điều khiển, cưỡi ngồi không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo mà y phải trả. Con người do hành động lành dữ tạo tác lâu ngày sau khi mất tâm thức, theo đó mà đầu thai. Tội nghiệp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm kiếp trâu ngựa bao nhiêu lần nữa. Đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện, khổ hết chỗ nói. Tôi nghe xong thì tỉnh người ra. Ai mà ngờ con ngựa. Tôi nghe xong tỉnh ra hẳn. Tôi nghe xong tỉnh ra. Ai mà ngờ được con tuấn mã khả ái đáng thương kia lại có một quá khứ không lấy gì làm vẻ vang như vậy. Tôi thầm nghĩ nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con tuấn mã, giúp nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ. Đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí sung thiên của họ. Lúc này hách cư sĩ ngồi bên cạnh tôi, bà là Hoa Kiều định cư ở Malaysia, đột nhiên hỏi: Thưa sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Misu. Từ nhỏ nó đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này nó cũng có tánh linh. Không lâu sau nó cũng bỏ thịt, ăn chay theo, khiến cả nhà con đều hết sức vui mừng. Khi gia đình chúng con vừa đến Malaysia, thì 2 năm sau, Misu chết. Chúng con rất buồn, mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết bây giờ nó đã tái sinh được vào cõi thiện lành chưa? Mong sư phụ từ bi quán sát giúp giùm chúng con. Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười đáp. Con chó này nhờ đời trước ở nhà ngươi. Con chó này nhờ đời trước ở nhà ngươi nghe kinh ăn chay chết rồi được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa, cho nên nó đã được chuyển sinh làm người rồi. Hiện giờ cũng đang ở Malaysia, là một cô gái 17 tuổi rất xinh đẹp. Nghe hòa thượng nói xong, hách cư sĩ im lặng bấm đút tai, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng, la lên. Sư phụ, ngài thật hay quá, mì su nhà con chết tính đến nay đã đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho biết cô gái ấy hiện giờ ở đâu và tên gì? Xin ngài hãy cho biết
Xin ngài hãy cho con biết cô gái ấy hiện giờ ở đâu và tên gì, con rất muốn gặp cô. Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi hách cư sĩ, nếu tìm gặp được cô ta thì bà sẽ nói gì? Không lẽ bà nói, em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư? Cô gái không đánh bà mới là lạ đó. Hách cư sĩ cũng bật cười vì sự vô ý nông nổi của mình. Sư phụ hiền hòa nói, có duyên thì sẽ gặp nhau, rồi sẽ có một ngày nó cùng với gia đình bà hội ngộ. Vừa gặp, đôi bên tự nhiên sẽ cảm thấy rất là thân thiết, và nó sẽ báo đáp gấp bội. Và nói, vừa gặp đôi bên sẽ tự nhiên cảm thấy rất là thân thiết, và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói, bách niên tu đắc đồng thuyền độ, tu trăm năm mới được đồng thuyền. Cho nên chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè thân quyến, thậm chí còn bao gồm luôn cả cựu nhân, đồng tụ hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường. Sư phụ từ bi như thế đó, ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này khiến tôi đã thu được lợi ích rất lớn. Gieo nhân thiện chắc chắn nhận quả thiện, gieo nhân ác nhất định gặp quả báo ác. Gieo nhân ác nhất định sẽ gặp ác báo. Làm sao có thể mất đi được? Cho dù vạn kiếp sau, hạt nhân thiện hay ác đã gieo rồi, thì khi đầy đủ nhân duyên, quả báo sẽ hiện tiền. Xin hãy cẩn trọng. Nhân quả không chỉ giới hạn trong cuộc sống cá nhân, mà còn lan rộng ra cả vào xã hội. Hành động và quyết định của chúng ta tác động đến cả cộng đồng xung quanh, tạo nên sự tương tác phức tạp và liên kết vô hình. Nhân quả báo ứng là một lời nhắc nhở để chúng ta chú ý đến những hành động mà chúng ta đã tạo ra thường ngày, có tác động tích cực hoặc tiêu cực tới đời sống của chúng ta hiện tại và mai sau. Trong cuộc sống, chúng ta luôn có quyền lựa chọn và tự do hành động. Hãy hạ hồi chuông nhận thức và lắng nghe tiếng nhân quả báo ứng, để từ đó ta có thể gieo trồng hạnh phúc, tình yêu và sự cân bằng trong cuộc sống của mình và của những người xung quanh. Quả báo keo kiệt. Ở miền Nam Ấn Độ, cách thành Vương Xá không xa, có một khu rừng trúc u nhã, yên tĩnh, tên là Kalanda. Trúc trong rừng ấy vừa cao vừa rậm rạp, bao quanh một khu tịnh xá lớn và tráng lệ, do vua Tần Bà Sa La xây dựng và cúng dường Đức Phật. Đó chính là tịnh xá Trúc Lâm, là nơi Đức Phật cùng rất đông đệ tử của Ngài cư ngụ, và cũng là nơi mà Đức Phật thường giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều người nghe. Hai vị đệ tử thượng thủ của Ngài là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Trước khi dùng cơm, lần nào cũng vận dụng thần thông từ bi. Thần thông này do lực từ bi mà có, để quán sát các chúng sinh đang chịu khổ trong ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, xem có cơ duyên nào cứu độ cho họ được hay không, rồi mới dùng cơm. Có một lần, tôn giả Mục Kiền Liên quan sát thế giới ngạ quỷ, thấy có một ngạ quỷ rất đáng thương, thân nó giống như cây cột trái, bụng thì to như gò núi. Hễ đưa bất cứ thứ gì lên miệng là thứ ấy lập tức biến thành những cây kim bằng sắt. Đã thế mà còn khạc ra lửa khói, tự đốt cháy mặt mày, tóc tai thì cứng như dao kiếm, suốt ngày khóc lóc kêu than, đói khát muốn chết. Thế mà một giọt nước cũng không nuốt được, vì hễ đưa nước lên tới miệng thì nước liền biến thành máu, không uống được. Thấy tình cảnh ngạ quỷ thống khổ như thế, Mục Kiền Liên mới tiến đến trước mặt nó hỏi:
người đã tạo nên nghiệp tội gì mà bây giờ phải chịu khổ như thế này? Bạch tôn giả, nơi nào có mặt trời chiếu thì không cần thắp ngọn đèn dầu le loét. Trí huệ Đức Phật như kính sáng, có thể chiếu rọi chúng sinh trong mười phương. Bất kỳ người nào tạo nghiệp tội trong quá khứ, hiện tại và vị lai cũng được kính trí huệ của Ngài soi rõ, không thiếu sót mảy may nào. Tôi đã tạo tội ác gì, Ngài có thể thưa hỏi Đức Phật thì rõ. Bây giờ tôi quá đối khát, không trả lời cho Ngài được, xin Ngài thứ lỗi. Ngạ quỷ đối với Ngài Mục Kiền Liên như thế xong, lại tiếp tục rên rỉ kêu than. Tôn giả Mục Kiền Liên liền đi tìm Đức Phật bái kiến. Lúc ấy Đức Phật đang thuyết giáo nghĩa cứu cánh cho các tỳ kheo, thấy dáng điệu vội vàng của Ngài Mục Kiền Liên liền hỏi: Mục Kiền Liên, ông có việc gì mà cuống quýt lên như thế? Dân bạch Thế Tôn, còn có một điều không giải quyết được nên tới đây thỉnh Thế Tôn khai thị. Đức Phật từ bi trả lời: Có chuyện gì ông cứ nói. Vừa rồi con quan sát trong địa ngục có một ngạ quỷ, thân thể bị cháy xém, cổ họng như lỗ kim, bụng to như cái thùng, không ăn được bất cứ thứ món gì, không ngừng đi lùng kìm kiếm thức ăn. Nhưng cứ hễ đưa thức ăn lên miệng thì thức ăn biến thành kim sắc. Ngạ quỷ này đã làm nên tội gì mà phải thọ một quả báo như vậy? Cúi xin Thế Tôn thuyết giải cho chúng con rõ. Trước khi Mục Kiền Liên bắt đầu kể, Đức Phật đã biết rõ chuyện gì xảy ra, nên mới thuận theo cơ duyên này mà nói với các đệ tử trong Pháp hội. Các ông hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho các ông rõ. Cách đây rất lâu trong thành Xá Vệ, có một người rất giàu có, làm nghề ép mía lấy nước ngọt bán, công việc làm ăn thịnh vượng, trong nhà tấp nập công nhân thợ thuyền. Lúc ấy có một vị Bích Chi Phật, vì muốn hóa độ tất cả chúng sinh nên thị hiện chứng bệnh hay khát nước. Có một người khuyên Ngài nên uống nước mía ép, vì thế Ngài bèn đến nhà ông nhà giàu nọ xin nước mía uống. Người này thấy có Bích Chi Phật đến, sinh lòng cung kính, hoan hỷ, cúng dường nước mía cho Ngài. Nhưng ông có việc gấp phải đi ra ngoài, không thể tự tay cúng dường, bèn giao việc này cho bà vợ và căn dặn rằng: Bà hãy thay tôi đem nước mía lên cúng dường Bích Chi Phật. Bà vợ trả lời: Vâng, tôi đem lên liền. Ông nhà giàu đi rồi, bà vợ bèn nghĩ: Nước mía rất quý, từ trước đến nay nhà ta chưa bao giờ cho ai đem uống không cả. Nếu hôm nay cho ông này uống, sau này sẽ có nhiều người đến xin nữa. Tâm keo kiệt phát khởi, bà lén thi hành độc kế bằng cách lấy một bát nước bằng sắt, đổ nước dơ uế vào rồi mới đổ chút nước mía lên trên, xong bưng lên đưa cho Bích Chi Phật uống. Vị Bích Chi Phật đón lấy cái bát, biết ngay việc làm tội lỗi của người đàn bà, nên đổ những món bẩn thỉu trong bát xuống đất, lấy nước rửa bát sạch sẽ rồi bỏ đi. Không lâu sau, mạng sống của người đàn bà keo kiệt chấm dứt, đọa xuống làm ngạ quỷ, thường bị đói khát và bị lửa nghiệp đốt thân. Nghiệp khổ này còn phải kéo dài đến 90.000 năm nữa mới hết. Đức Phật thuyết xong nhân duyên của người đàn bà keo kiệt bị đọa xuống làm ngạ quỷ, khiến tứ chúng trong Pháp hội đều kinh hãi, từ bỏ tính keo kiệt tham lam, ghê sợ chuyện sinh tử. Ai cũng chứng được quả thánh, hoan hỷ tán thán rồi lui ra. Người vợ đau khổ. Các cư sĩ tuổi gần 60, tin Phật đã nhiều năm. Lúc bà gặp Hòa Thượng Diệu Pháp thì mắt lệ tuôn trào do quá bi ai cho bản thân. 20 tuổi bà lấy chồng, nhưng tới giờ vẫn chưa biết hạnh phúc phu thê nồng ấm là chi. Vợ chồng tuy sống chung nhưng chỉ đem lại cho bà toàn khủng hoảng. Điều khiến bà thống khổ và vô phương kham nhẫn nổi chính là tuy hiện thời đã ở vị bà nội, song lắm lúc vẫn bị chồng đánh, chồng mắng. Mười mấy năm nay, hôn nhân của bà toàn là nếm mùi đánh đập, mắng chửi, bị khổ đau mài luyện. Nhưng ngược ngạo thay, cái ông chồng vô tình vũ phu này, ở bên ngoài ai cũng tấm tắc khen ổng là người tốt. Sau khi tin Phật rồi, bà nghĩ chắc đời trước mình thiếu nợ ổng,
cho nên cũng ráng tùy duyên, đón cảnh thuận nghịch, ráng mà sống với nhau. Cho đến hôm nay, thế nhưng bà rất muốn biết giữa mình và chồng có nghịch duyên quan trái gì không, mà đến giờ vẫn chưa trả xong. Hòa thượng Diệu Pháp chiều theo nguyện vọng của bà. Đây có lẽ nhờ bà niệm Phật nhiều năm nay mà được dịp hiểu rõ nguyên nhân. Hòa thượng kể, ngày xưa có một phú thương, đã có rất đông thê thiếp, nhưng còn tham lam, để mắt tới đứa con gái tên Lan, có nhan sắc trong nhà. Thế là ông cưỡng ép, chiếm đoạt Lan, còn dùng lời ngon tiếng ngọt gạt lường, dụ dỗ, hứa hẹn rằng có dịp thuận tiện sẽ nạp Lan làm thiếp. Nữ nhân này ngày xưa rất coi trọng việc chung thân. Lan nghĩ mình đã là người của ông chủ rồi, nên một bề vọng ngóng đến được ngày được vẽ vang mày mặt như ông đã hứa hẹn. Nhưng phú gia này không thực tâm giữ lời, lúc cao hứng thì y tìm Lan thỏa mãn thú tính, khiến nữ tỳ này luôn bị thống khổ, muốn chết mà chẳng thành, muốn đi mà không được, do ước mơ cả đời cô không bao giờ thành sự thực, nên trong lòng oán hận phú ông đến tận xương tủy. Đời này oan oan tương báo, bọn họ lại kết thành vợ chồng danh tánh ngôn thuận, đúng như nguyện ước của cô tỳ nữ xưa. Song vai vế vị trí đã đổi, phú ông đời ấy phải chuyển thành thân nữ là các cư sĩ đây. Còn cô tớ gái từng nhận nhiều nhục nhã thống khổ này thì được thăng làm đàn ông ở vào vị trí người chồng. Những oán hận tích chứa từ thời xa xưa, kiếp này được dịp phát tiết, trút cả vào các cư sĩ. Đây được gọi là nhân duyên hội đủ quả báo đến liền thọ. Các cư sĩ nghe Hòa thượng Diệu Pháp kể xong câu chuyện, mắt đầy lệ, bà tỉnh ra và khởi tâm sám hối. Bà nói là bà tin về điều sư phụ giảng là thật, bởi bà cảm thấy tính cách mình rất hướng ngoại, giỏi giao thiệp, năng lực làm việc mạnh mẽ hệt như đàn ông. Còn chồng bà tính lại kỹ lưỡng, có trách nhiệm bổn phận, ưa làm những việc dọn dẹp lau chùi, những công việc tỉ mỉ như đàn bà con gái. Trừ việc cư xử rất tồi với bà ra, ông giao hảo với mọi người thật tốt, dịu dàng như nữ nhân. Bà nói, hiện nay bà thọ khổ, đúng là tự làm tự chịu, hết còn trách ai. Từ rày về sau, bà chẳng dám khởi tâm oán hận chồng mình nữa, một đời quyết chí, tu tinh tấn để về cực lạc, không muốn luân hồi đau khổ nữa. Hòa thượng Diệu Pháp bảo bà rằng, hàng ngày phải âm thầm sám hối và tụng một bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho cô tớ gái tiền kiếp. Nếu như bà tin sâu và kiên nhẫn thực hành, nhất định ác duyên sẽ tiêu trừ, thiện duyên tăng trưởng, quan hệ phu thê sẽ được cải thiện. Quả báo tà dâm. Câu chuyện nhân quả báo ứng có thật này xảy ra vào đầu năm 1990. Trường cục trưởng ngay từ đầu năm nay bỗng vướng căn bệnh lạ. Tự dưng ông phát lạnh run, lạnh khủng khiếp, tới buốt đầu choáng váng. Vào mùa hạ tháng 6 mà phải mặc áo bông. Từ lúc bị quái bệnh này, mặt ông tái nhợt, toàn thân ẩm ướt, một chút sức lực cũng chẳng còn, cho nên đành nằm dưỡng bệnh tại nhà. 2 năm nay, ông đi khắp các bệnh viện danh tiếng chẩn khám, nhưng không nơi nào tìm ra bệnh. Tiêu tốn mấy chục triệu rồi, nhưng chẳng thể tìm ra nguyên nhân bệnh, vô phương chữa trị. Mấy hôm gần đây, có người bà con giới thiệu là có một vị đại sư thần thông quảng đại, giỏi kỳ bệnh. Dù các y viện bó tay, ngài cũng đều có thể chữa kỳ khỏi. Trường cục trưởng chẳng tin, mới đầu ông từ chối, không chịu đi khám bệnh. Sau vì thân nhân khuyên mãi, nên đành nghe theo. Ông cũng muốn thử xem, biết đâu gặp thầy hay thì có thể chữa lành.
Khi đại sư tới, Trương cục trưởng đang nằm trên giường. Ngày hè tháng năm mà ông lạnh tới răng va vào nhau lập cập. Đại sư trông còn trẻ, khoảng hơn 50 tuổi, dáng chất phác phúc hậu, thuần khiết. Đại sư chỉ liếc sơ ông Trương một cái, thì ông đã run lẩy bẩy, tỏ vẻ kinh sợ cực kỳ. Đại sư như hiểu rõ, dịu dàng nói: "Vong linh đang chịu oan khuất kia, đừng sợ. Ta đến là để giúp ngươi giải oan. Tuyệt đối không hề có ý định làm hại. Nên xin hãy yên tâm, đừng lo lắng." Đại sư trầm ngâm một hồi rồi nói: "Ai là thân nhân của Trương cục trưởng thì ở lại nghe tôi nói chuyện. Còn những người khác, xin vui lòng tránh đi hết cho." Mọi người đi ra hết, trong phòng giờ đây chỉ còn lại Trương cục trưởng và cô em gái khoảng hơn 30 tuổi. Vị đại sư lên tiếng: "Thực ra bệnh này cũng dễ trị, nhưng phải xem thái độ của ông Trương như thế nào. Trương muội là em gái ông, nghe nói bệnh có thể chữa lành thì rất mừng, vội hỏi cách chữa trị như thế nào." Đại sư giải thích: "Bệnh này là do một cô nương tìm đến báo oán. Cô ta vốn là em vợ ông Trương. Chuyện giữa hai người, ông là người rõ nhất." Đại sư nói xong thì sắc mặt xanh lét của ông Trương bỗng đỏ bừng, rồi chuyển sang tái nhợt, dáng vẻ trông rất khó coi. Trương muội muội như sực nhớ bèn hỏi: "Ý đại sư nói là giữa anh con và cô em vợ Lâm Lâm ư? Cô ấy đã bị chết đuối khi còn rất trẻ." "Chuyện này thì cô nên hỏi anh trai của mình thì sẽ rõ. Nếu cô ta tự té xuống nước chết đuối thì đâu có cớ gì phải ôm hờn báo oán." Đại sư bảo Trương muội: "Cái chết của cô Lâm có liên quan đến anh trai cô. Ông đã làm hại tới hai mạng người." Đại sư càng nói càng huyền hoặc, khiến Trương muội ngơ ngác không hiểu thế nào. Đại sư bảo: "Hiện giờ không có người ngoài nào khác, xin ông Trương hãy tự mình nói ra mọi chuyện. Nếu không, làm sao tôi có thể chữa trị cho ông được?" Lúc này ông Trương cúi gầm đầu xuống, không nói câu nào. Nhưng hình ảnh quá khứ hiện về trong tâm trí của ông. Đó là một ngày mùa xuân, lúc đó ông đã kết hôn được 2 năm. Trong thời gian này, nhạc phụ và nhạc mẫu ông bỗng nối tiếp nhau tạ thế, bỏ lại đứa con gái út mới 16 tuổi. Vợ của ông do cảnh nhà chỉ có 2 chị em, chẳng còn cách nào khác, đành phải rước em gái về ngủ chung nhà với chồng mình. Hôm nọ, vợ ông có việc phải ra ngoài qua đêm. Ông Trương nhìn thấy cô em vợ, tuy tuổi nhỏ nhưng thân thể đã nảy nở, nên lòng dâm bộc phát. Thế rồi tối đó ông dụ dỗ cưỡng đoạt cô em vợ. Nào ngờ sau đó Lâm Lâm mang thai. Do tuổi còn quá nhỏ nên cô rất sợ hãi, lại thêm khó bề mở miệng kể ra với chị mình. Thấy bụng ngày càng phình to, lúc này nhằm vào niên đại 70, đang là thời kỳ đầu cải cách. Nếu như để người ngoài biết được thì chỉ càng xấu hổ thêm. Lầm lầm rơi vào tình cảnh, nếu như không chết thì cũng bị phỉ nhổ. Cùng đường nghỉ quẩn, cô đành nhảy sông tự vận. Đại sư thấy ông Trương cứ ngồi im không chịu khai gì, liền nói: "Có vẻ như ông không muốn ta chữa bệnh cho. Thôi thì ta về đây." Trương muội thấy đại sư đòi về, bèn bảo Trương: "Anh hai, chúng ta đều là người nhà cả, có gì mà khó nói chứ. Muốn trị lành bệnh thì anh phải kể ra như thầy yêu cầu đi." Thấy ông Trương vẫn nín thinh không mở miệng, Trương muội đành quay qua năn nỉ đại sư:
xin Ngài chỉ bảo cho. Đại sư đem những gì mình nhìn thấy kể hết ra và thở dài bảo: xem như ông hại tới hai mạng người lận đa. Chứng lạnh rét trên thân ông là phản ảnh cảnh giới thọ khổ của vong linh cô nương đang bị oan khuất tủi nhục kia. Ông Trương không ngờ là hôm nay mình lại gặp một thần nhân biết rõ quá khứ ẩn tình của mình như thế, liền tỏ rõ thành ý. Nếu như được lành bệnh, sư dạy chi ông cũng làm theo. Đại sư nói: tốt, vậy thì nội trong 7 ngày thôi, ông sẽ thấy mình khỏe lại. Sang ngày thứ 8 thì qua đây, đón tụi tới làm lễ siêu độ cho vong linh. Đại sư còn nhấn mạnh: nếu như ông không thực lòng sám hối, chẳng muốn siêu độ đàng hoàng cho vong linh, thì bệnh sẽ không lành đâu nha. Hãy nhớ kỹ lời tôi nhắc nhở. Quả nhiên đến ngày thứ 3, chứng rét run trên người ông Trương biến mất. Ngày thứ 4 rồi thứ 5, ông đã có thể xuống giường, bước đi giống như người bình thường. Đến ngày thứ 7, thấy trên thân không còn cảm giác bệnh hoạn chi, giống như quái bệnh đã được bắt đem đi mất. Chỉ thấy sức khỏe hơi còn yếu thôi. Tính ra đã 2 năm rồi, ông không có được cảm giác khỏe khoắn dễ chịu như thế này. Ông Trương ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, lòng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Nhưng qua đến ngày thứ 8, ông không thèm làm theo lời dặn là phải đi thỉnh đại sư tới. Bởi ông thầm nghĩ, mình đã được khỏe như thế này, xem như bệnh đã lành rồi, thế còn phải đến thỉnh đại sư nữa làm chi? Cho dù ông có là thần tiên, mình cũng không muốn đối mặt với người đã biết rõ chuyện xấu mà mình từng làm. Qua ngày thứ 9, bệnh của ông Trương bỗng tái phát mãnh liệt, mức độ còn nặng và nguy hiểm hơn cả trước đây. Toàn thân ông rét run, răng và lập cập mặt tái nhợt, nhìn giống như người sắp chết tới nơi. Trong tình thế cấp bách này, vợ ông vội kêu xe vượt mấy 10 dặm xa đến mời đại sư. Nhưng đại sư đã đi vắng, nghe nói phải 2 ngày sau sư mới quay về. Nhưng chưa tới 2 ngày thì Trương cục trưởng đã mạng vong. Sau đó tôi hỏi đại sư: vì sao ngài cố tình cách mặt đi vắng? Đại sư đáp: gặp hạng người bội tính, chẳng có lòng tin, hành xử vô lương tâm thì tôi chẳng có thể nào chữa trị, vì chỉ phí công vô ích. Hãy xem ông ta hại cô em vợ, tính thêm đứa con trong bụng nữa thì là 2 mạng người, tội này lớn lắm. Vì sao tôi biết rõ chuyện nhưng vẫn muốn ông ta tự mình nói ra? Chính vì muốn tạo cho ông ta cơ hội phát lộ sám hối, tự mình thú nhận kể tội trước thân nhân. Nhưng ông ta một bề không biết lỗi, không có chút tâm ăn năn. Hạng người như thế, tôi làm sao có thể giải oan giúp cho được? Quan có đầu, nợ có chủ, đành phải phó mặc cho quan quỷ đến bắt ông ta đi thôi. Đại sư còn kể cho tôi nghe nhiều chuyện nhân quả báo ứng có thật. Những kẻ hại người vướng phải quái bệnh, ngài đã từng gặp qua rất nhiều, nhưng đa số đều chữa khỏi. Tùy vào tâm thiện và tấm lòng thành biết ăn năn sám hối của đối phương. Chẳng hạn như có một vị cán bộ ít nọ bị đau lưng ngót mấy 10 năm. Ông đau đến cứ nằm trên giường lăn lộn rên xiết. Tuy đã đi khám, chẩn trị nhiều, uống thuốc chất đóng mà chẳng có chút thuyên giảm gì cả. Sau đó ông ta tìm đến đại sư, sư bảo: hồi mới giải phóng, ông có giết một tù binh rất tàn nhẫn, giờ y đã tìm ông báo thù. Nguyên tù binh đó là trưởng đoàn bên đối nghịch, tính rất ương bướng, hoang cố. Lúc đó ông ít đang làm trung đội trưởng, bèn sai lính thừa đêm tối đứng từ phía sau chém vào lưng tù binh, khiến ông ta chết đi. Lão cán bộ nghe nói rất khâm phục đại sư,
bèn làm y lời dạy của Ngài. Ông về nhà siêng năng tụng kinh niệm Phật, hành thiện tạo phúc, chí thành cầu siêu cho nạn nhân, hàng năm đều làm dỗ cúng. Sau đó lưng ông cán bộ hết đau, ông nhân đây tỉnh ngộ, sống rất cẩn trọng, không dám phạm qua một lỗi lầm nào nữa. Đại sư kết luận, làm người trên thế gian, sống phải có lương tâm. Bản thân nếu lỡ làm ác, thì phải biết ăn năn sám hối, tu sửa chuộc lỗi. Chỉ những bệnh nhân nào sống có lương tâm, biết thủ tính và biết nhận lỗi sửa sai, thì tôi mới có thể chữa trị lành bệnh. Bắt gặp chồng ngoại tình. Cô gái hỏi, buổi tối chồng con không về nhà, con phải làm sao? Vị hòa thượng trả lời, con không cần quan tâm, cũng không cần hỏi. Anh ta đã là người trưởng thành, có thể tự khống chế hành vi của bản thân. Chỉ cần anh ta không lái xe khi uống rượu say, thì ta tin tưởng rằng anh ta sẽ có nơi tá túc yên ấm. Cô gái tiếp tục hỏi, nếu như anh ta ở cùng với người khác thì con phải làm sao? Hòa thượng trả lời, vẫn là câu ta nói với con đó, con không cần quan tâm, cũng không cần phải hỏi. Cô gái, nhưng việc đó sẽ làm tổn thương đến con sẽ cảm thấy rất đau khổ và tức giận. Hòa thượng trả lời, con tức giận hay đau khổ đều là sai, bởi vì con xem chồng con như một thứ sở hữu của riêng mình, không cho phép chia sẻ với người khác, nên con mới đau khổ. Vì con chưa đủ tốt, hoặc anh ta nhất thời mất đi lý trí, nên anh ta mới đi tìm người khác và lạnh nhạt với con. Điều đó đã khiến con tức giận. Vậy con phải làm thế nào? Vẫn là câu ta nói với con đó, con hoàn toàn không cần quan tâm, cũng không cần phải hỏi. Thậm chí con không cần phải đau khổ hay tức giận, hãy coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng con không làm được như thế. Con không làm được chứng tỏ con đã đánh mất chính bản thân mình. Vậy có nghĩa là sao ạ? Chồng con không phải là tất cả cuộc sống của con. Khi chồng con ngoại tình, con liền không muốn ăn, không muốn uống và không thiết sống. Vậy con có còn là chính con không? Vậy con biết phải làm sao? Rất đơn giản. Con muốn ăn gì thì ăn, muốn mặc gì thì mặc, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, đừng vì chuyện đó mà bỏ bê những việc khác. Tóm lại, con hãy làm cho cuộc sống của bản thân trở nên ý nghĩa hơn, bởi vì không phải vì anh ta nên con mới được sinh ra, và con cũng không phải vì anh ta mà sống. Nhưng nếu như thế thì hôn nhân có ý nghĩa gì? Tất nhiên là có ý nghĩa, bởi vì ý nghĩa của hôn nhân không phải là một thứ gì đó có thể đo lường được. Trong mỗi giai đoạn của cuộc sống, ý nghĩa của hôn nhân cũng khác nhau. Con không hiểu à? Hôn nhân trong mỗi giai đoạn của cuộc đời chỉ ít là có 4 ý nghĩa khác nhau. Một là ý nghĩa về quá trình. Con người đến một độ tuổi nhất định thì cần phải tiến đến bước này. Hai là để tiếp nối những thế hệ mai sau, nên con người không thể không kết hôn. Ba là ý nghĩa về kinh tế. Khi vợ chồng chung sống cùng nhau, họ sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau để cho cuộc sống được tốt đẹp hơn. Bốn là đến khi đầu bạc răng long, khi đó con mới hiểu được ý nghĩa quan trọng của hôn nhân. Ngài nói những cái đó đâu có liên quan gì đến việc ngoại tình của chồng con. Rất là có liên quan là khác. Chỉ cần chồng con không vì ngoại tình mà yêu cầu ly hôn, thì hôn nhân của con vẫn có thể trở nên tốt đẹp. 4 ý nghĩa quan trọng của hôn nhân đều vẫn còn trong cuộc sống hôn nhân của con. Vậy thì con có gì đâu mà đau khổ mà tức giận. Nhưng anh ta đối xử với cô gái đó tốt hơn con. Đó chỉ là tạm thời, anh ta không thể suốt đời ở bên cô gái đó. Anh ta cũng không thể đi ngoại tình suốt cả cuộc đời này. Chỉ cần anh ta không nói chia tay với con, thì chứng tỏ anh ta đã coi con là nơi mà anh ta sẽ gắn bó suốt cả cuộc đời.
nơi mà anh ta cuối cùng vẫn phải quay về, nơi mà anh ta cho rằng đó là nhà của mình. Là phụ nữ, vào một ngày nào đó, bạn phát hiện ra rằng người hàng đêm vẫn đầu ấp tay gối với mình. Vẫn đầu gối tay ấp với mình, có một người khác bên ngoài, bạn sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ tức giận rồi và có phần đau đớn nữa. Chắc hẳn câu chuyện trên đây đã giúp bạn nhận ra nhiều điều. Nhưng để có sự bình tĩnh ấy, bạn phải nhớ kỹ 6 điều tuyệt đối không nên làm khi phát hiện chồng ngoại tình. Cụ thể như sau. 1. Không đuổi anh ấy ra khỏi nhà hoặc bỏ đi. Thay vì ngay lập tức đuổi anh ấy ra khỏi nhà hoặc tự mình bỏ đi, bạn hãy để nó là sự lựa chọn cuối cùng. Ngay bây giờ bạn cần chú ý đến những gì đang xảy ra. Điều này dễ dàng hơn khi hai bạn còn sống chung dưới một mái nhà. Nếu đuổi anh ấy đi hoặc bỏ đi, bạn sẽ khó biết được anh ấy đang làm gì. Miễn là hai bạn vẫn ở cùng nhau, bạn có thể để mắt đến anh ấy và thu thập một số thông tin cần thiết. Có nhiều điều bạn cần biết và cân nhắc trước khi quyết định. Hãy tiếp tục theo dõi các hành động của chồng, thái độ, tần suất gặp gỡ giữa anh ấy và nhân tình, các chi tiết khác liên quan đến chuyện ngoại tình của anh ấy. Hãy thu thập thành tư liệu để sử dụng trong tương lai. Hãy nhớ rằng, miễn là anh ấy còn chung sống với bạn, bạn vẫn có cơ hội để làm những điều trên. Thứ hai, không kể với tất cả mọi người về chuyện của chồng. Bạn rất muốn tâm sự với ai đó về chuyện của chồng, muốn có gia đình và bạn bè ở bên. Bạn nên thận trọng về người cùng tâm sự, những người bạn gái có thể kể với người phụ nữ khác. Hãy chắc chắn rằng bạn đang tâm sự với một người đáng tin cậy. Tâm sự với một người bạn nam về chuyện của chồng có thể làm phức tạp thêm tình hình. Anh ta có thể lợi dụng khi bạn bị tổn thương, nói với bạn bè hoặc gia đình của chồng có thể không tạo ra kết quả mong muốn. Họ có thể không nghiêm túc, nói dối, bào chữa, bênh vực anh ta hoặc cảnh báo để anh ta xóa mọi dấu vết. Thứ ba, đừng lờ đi hoặc giả vờ như không có chuyện gì. Lờ đi và phủ nhận tất cả chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Dù rất đau khổ, nhưng bạn phải đối mặt với sự thật. Lờ đi sự phản bội của chồng chỉ làm cho anh ta tiếp tục chuyện xấu. Giả vờ như không biết gì sẽ làm cho anh ta nghĩ rằng đã phản bội bạn một cách trót lọt, hoặc nghĩ rằng bạn đang đồng tình với mối quan hệ ngoài luồng đó. Bằng một số cách, bạn nên thông báo cho anh ta biết bạn đã biết chuyện và muốn nó dừng lại. Bạn phải đối mặt và giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Càng chần chừ, do dự, chồng sẽ càng gắn bó với người phụ nữ kia và càng khó để làm lại cuộc hôn nhân. Hãy thảo luận với chồng một cách bí mật. Đôi khi chỉ cần nói với chồng bạn rằng bạn đã biết chuyện cũng là đủ để anh ta chấm dứt. Thứ tư, đừng đối mặt với anh ấy mà không có bằng chứng, kế hoạch và mục đích. Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng bạn phải đối mặt với chồng về chuyện ngoại tình của anh ấy, nhưng cần phải có một kế hoạch. Chọn thời gian và địa điểm cẩn thận để hai bạn có thể thảo luận về vụ việc mà không bị gián đoạn. Đừng hỏi chồng rằng anh đã phản bội em phải không? Những kẻ phản bội luôn luôn nói dối. Hãy đưa ra bằng chứng để chứng minh rằng anh ta có một mối quan hệ, mối tình ngoài luồng, gồm tên, ngày tháng, địa điểm, thời gian, sự vắng mặt, các cuộc điện thoại, bằng chứng cụ thể. Sau đó hỏi anh ta vài câu hỏi về chuyện tình của anh ta. Tại sao anh lại làm như vậy? Chuyện bắt đầu xảy ra như thế nào? Đã bao lâu rồi? Anh ta nghĩ gì về người phụ nữ kia? Dự định của anh ta khi bạn đã biết về chuyện này. Lắng nghe thật kỹ câu trả lời từ chồng. Từ đó, bạn có thể đánh giá chính xác tình hình. Sau đó, bạn sẽ đưa ra quyết định khôn ngoan. Thứ năm, đừng lãng phí thời gian và năng lượng của bạn vào kẻ thứ ba. Một trong những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là ám ảnh bởi người phụ nữ kia. Một cách bản năng, bạn sẽ tò mò về cô ấy. Nhưng cô ta không xứng đáng với thời gian và năng lượng của bạn. Liên tiếp hỏi chồng về cô ấy,
nói chuyện với cô ta hoặc cố ý nhắc đến tên cô ấy trong cuộc trò chuyện với chồng là chuyện không đáng để cho bạn làm. Đừng bị ám ảnh về những gì đã xảy ra giữa chồng và cô ta. Hãy tập trung vào câu chuyện của hai vợ chồng bạn. Đừng làm nhục hoặc tự làm thất bại chính mình bằng cách gọi điện thoại hay đối mặt với người phụ nữ đó và yêu cầu cô ta hãy buông tha cho chồng. Cô ta chẳng có lý do gì để thực hiện yêu cầu của bạn. Quấy rối hoặc đe dọa cô ta là hành vi trái pháp luật. Chửi bới, chỉ trích hoặc coi thường chỉ làm họ đến gần hơn thay vì buộc họ rời xa nhau. Hãy quên đi người phụ nữ kia và tập trung năng lượng cùng những nỗ lực vào cuộc hôn nhân của bạn. 4. Con rối. Ngày xưa có hai vợ chồng người thợ chuyên làm các con rối, có được một cậu con trai đặt tên là A-ung. Đến ngày trưởng thành, A-ung quyết định lên đường đi làm ăn xa. Để giúp đỡ cho con, ông bố mới làm cho con 4 con rối đặc biệt. Con thứ nhất mang hình dáng một thiên thần. Con thứ hai lại mang bộ dạng của một con yêu tinh. Con thứ ba là một ông thiên lôi. Riêng con thứ tư thì làm theo kiểu một thầy tăng, một tay cầm thiền trượng và một tay cầm bát đi khất thực. Trên đường đi phiêu lưu, lần lượt cả ba con rối đầu tiên đều hóa thành người thật theo mẫu của người sẵn có để giúp đỡ cho A-ung. Con rối thiên thần giúp A-ung thoát khỏi nanh vuốt của loài thú dữ gặp phải trên đường đi. Con rối yêu tinh thì giúp chàng chiếm đoạt của cải của một đoàn thương nhân. Và con rối thiên lôi thì giúp biến những của cải đó sinh sôi nảy nở thêm. Thế là cả mấy thầy trò trở nên giàu có, mua một tòa lâu đài lớn để cư ngụ. Nhưng dù đã thành công trên đường đời, nhưng lại vướng một món nợ tình không nguôi. Nguyên do là trong vụ chiếm đoạt của cải của đoàn thương nhân nọ, chàng đã bắt được cô con gái của chủ đoàn thương nhân. A-ung đem lòng yêu thương cô ta, nhưng cô gái thì căm thù, nhất quyết cự tuyệt. Cuối cùng, cô gái đã bỏ ra đi. Thất tình, A-ung trở nên vô cùng buồn khổ dù đang sống trong cảnh giàu sang tột độ. Lúc đó, con rối thầy tăng mới cho A-ung một lời khuyên là: "Hãy thử sống như tôi. Tôi không có ham muốn xấu, nên tôi không biết đến đau khổ. Tôi ăn ở hoàn thuận với mọi người, nên lúc nào tâm hồn cũng cảm thấy bình yên." Thế là A-ung quyết định bắt đầu sống cuộc sống như con rối thầy tăng, là rời bỏ tòa lâu đài và cuộc sống giàu sang, một mình đi khất thực trên khắp các nẻo đường. Tuy chưa hẳn trở thành một tu sĩ xuất gia, nhưng kỳ lạ thay, từ cách sống đó, tự nhiên lần hồi chàng cảm thấy tâm hồn yên ổn, thanh thản hơn. Thế rồi, một ngày nọ trên đường đi khất thực, A-ung đã tình cờ gặp lại hai cha con cô gái mà chàng đã từng yêu dấu. Nhìn thấy A-ung phải chịu đựng và nghe A-ung thuật lại từ đầu đến đuôi sự tình, bấy giờ cô gái mới động lòng, hiểu là A-ung đã thực sự hối lỗi. Tha thứ cho A-ung, cô gái và cha nàng bằng lòng cùng chàng trở về tòa lâu đài cũ để làm lễ cưới. Tại lễ cưới có mặt đông đủ 4 con rối bạn thân của A-ung. Con rối thầy tăng một lần nữa đã giảng giải cho A-ung nghe về lẽ đời và lẽ đạo. Trước kia cậu đã giàu sang, được quyền lực, nhưng như cậu đã thấy, của cải và quyền lực nào có mang lại hạnh phúc đâu. Nay cậu đã có hạnh phúc, lại tiếp tục sống trong giàu sang và quyền lực, nhưng nên nhớ, cái hạnh phúc này không phải do của cải và quyền lực, mà là do biết bất chấp với thứ đó. Của cải và quyền lực tự nó không làm nên điều thiện hoặc điều ác. Cái đó chỉ tùy thuộc vào việc cậu dùng nó như thế nào mà thôi. Thấm thí bài học do con rối thầy tăng gợi nên, hai vợ chồng A-ung cho xây một ngôi chùa thờ Phật cạnh lâu đài để đón tiếp thiện nam tín nữ khắp nơi đến cùng mình chứng ngộ chân lý Phật Pháp như những điều con rối thầy tăng đã giảng dạy. Hạnh phúc đích thực, ánh tà dương chiều sáng vui tươi lan rộng giữa khoảng trời xuân im ả. Gió muôn phương thổi lại, đem hương hoa về ướp thơm cảnh vật nơi vùng tịnh xá kỳ hoàng. Cỏ cây làng mạc đượm vẻ thái bình, thanh tịnh trong buổi chiều hôm. Đó đây vài làn khói lam uốn éo vương mình,
trên mấy túp liều tranh cũ kỹ. Xa xa, một đỉnh núi cao của dãy Hy Mã Lạp Sơn, đội sắp xõa lùm cây trắng, trông giống như ông lão bạc đầu giữa khung cảnh thiên nhiên vừa êm đềm vừa ẩn vẻ hùng tráng ấy. Bốn thầy sa môn cùng ngồi đàm luận dưới gốc cây cổ thụ. Trời xuân tươi đẹp như dục khách sanh tình. Một vị bỗng lên tiếng bảo: "Này các huynh đạo, thử nghiệm xem trong đời có điều chi đáng yêu và vui thích nhất." Nghe lời ấy, ba vị đều tỏ vẻ tán thành, nói tiếp: "Hay lắm, chúng ta mỗi người nên suy nghĩ, rồi đưa ra ý kiến để giải đáp câu hỏi này, xem đằng nào hơn." Sau vài phút trầm ngâm, vị thứ nhất bảo: "Vào tiết trong xuân, cây cỏ khoe tươi, muôn hoa cười nụ, tiếng chim líu lo trên cành bích, hương thanh phản phất khắp nơi, phong cảnh thật là đẹp. Trong lúc ấy, ví ta được thả hiền, trong lúc ấy, ví ta được thả thuyền nhẹ theo dòng nước, mang theo bầu rượu đến sườn non, chắc trong đời không chi thú bằng." Vị thứ hai đáp: "Cảnh gia đình sum họp vẫn là vui, nhưng nếu thêm vào đấy những thức ngon, rượu quý và tiếng sinh ca khoan nhạc lẫn trong tình thân mật, nét hân hoan, thì tôi thiết tưởng hạnh phúc trên đời này chỉ trong ngần ấy." Vị thứ ba nói: "Tôi thấy nếu được sinh ra trong dòng tôn quý giàu sang, ở lầu cao nhà rộng, sẵn tiền bạc nhiều, ta muốn sắm món gì cũng tùy thích. Khi ra đường ta phục sức cực kỳ xinh đẹp, xuống ngựa lên xe, lúc nào nhà ta gọi đến, lắm kẻ kính thưa hầu hạ, trong cảnh đó thử hỏi còn chi hơn. Theo ý tôi, đó là thú vui độc nhất." Vị thứ tư lại bảo: "Giữa đời, tiền bạc quyền tước có lẽ còn dễ tìm hơn giai nhân. Riêng về tôi, người nào có được ba nàng hầu tuyệt sắc, kẻ ấy chưa chắc vua chúa sánh bằng. Còn thú vui gì hơn khi ngắm nét hoa tươi đẹp, bâng khuâng giường lạc non hồng, lúc nghe giọng hát du dương, ngơ ngẩn như vào động bích. Lại còn lúc khi cùng người ngọc bàn câu phong tuyệt, cạn chén đồng tâm. Chắc rằng hạnh phúc giữa trần hoàn không qua mấy điều tôi đã kể." Sau khi tỏ bày ý kiến, bốn vị đều cho chỗ nhận xét của mình là đúng, cùng nhau tranh luận phân vân. Bấy giờ cách đấy không xa, Đức Phật đang đi kinh hành xung quanh Kỳ Hoàng Tịnh Xá. Nghe mấy lời ấy, Ngài động lòng thương xót, liền bước đến hỏi: "Các ông đang bàn luận chuyện gì thế?" Bốn vị tỳ kheo không dám che giấu, phải đem sự thật lên thưa. Đức Phật bảo: "Những lời mà các ông vừa nói đều là đường lối đi vào sự lo sợ, đau buồn, không phải là hạnh phúc lâu dài, chân thật. Vì sao? Cảnh vật dù tươi đẹp trong mùa xuân, nhưng sang thu đông là phải tàn tạ héo khô, thân quyến tuy sum họp vui cười, song có lúc đau khổ vì sinh ly tử biệt. Tiền của ngựa xe là những vật không lâu bền, khi ta chết đi thì không thể đem theo. Đến như sắc dục là một mối nguy vô cùng, vì nó làm cho con người thân thể suy mòn, tinh thần mờ mệt. Những cảnh hư nhà, mất nước đều từ ấy sinh ra. Tóm lại, bao thú vui mà các ông vừa kể đã mong manh ngắn ngủi, là chính là nguyên nhân cho sự luân hồi đau khổ về sau. Chỉ có cảnh niết bàn là sáng suốt, thường còn, an vui, trong sạch, đấy mới chính là nguồn hạnh phúc chân thật lâu dài. Là sa môn đã lánh trần tìm đạo, các ông đừng để cho sự vui giả dối ám ảnh, mà tiến theo con đường chân chánh, sáng suốt của mình." Tiếp theo mấy lời ấy, Đức Phật lại nói kệ rằng: "Thương mừng sinh lo, thương mừng sinh sợ, biết rõ thương mừng, đâu còn lo sợ. Ái dục sinh lo, ái dục sinh sợ, nếu không ái dục, đâu còn lo sợ. Ham muốn sinh lo, ham muốn sinh sợ, nếu không ham muốn, đâu còn lo sợ. Ư pháp trong sạch,
lòng thành biết thẹn, sửa mình gần đạo, được chúng yêu mến, xa lìa thị dục, được chúng yên mến, nghĩ rồi mới nói, lòng không tham ái, sẽ thoát luân hồi. Đức Phật lại bảo bốn vị tỳ kheo, về kiếp trước có vị vua tên Phổ An, kết bạn với bốn ông vua bên nước láng giềng. Một hôm, vua Phổ An mời bốn ông bạn sang nước mình hội yến. Tiệc hoa kéo dài đến tận 4 tháng, tiếng ca nhạc thức lạ ngon đã làm cho tình thân hữu càng thêm đậm đà kháng khích. Đến ngày chia tay, vua Phổ An hỏi bốn bạn rằng, trên đời có thú chi lạ vui nhất? Bốn vị quốc vương đều theo chỗ ưa thích tuần tự đưa ra mấy điểm sau này. Cuộc dạo chơi, gia đình sum họp, giàu sang, sắc dục. Vua Phổ An nói, theo ý kiến tôi, những điều các ông bàn luận đều là thú vui mong manh và nguyên nhân đau khổ. Chỉ có đạo vô vi trong sạch là vui. Này các tỳ kheo, vua Phổ An thuở trước chính là thân ta ngày nay. Bốn vị quốc vương kia là tiền thân các ông đấy. Kiếp xưa ta đã giải rõ sự vui khổ mà các ông còn chưa hiểu, nên mới trôi lăn mãi trong biển sanh tử cho đến đời nay. Nếu hôm nay các ông không cố gắng tu tỉnh, thì bánh xe sống thác khổ đau chưa biết bao giờ dừng nghỉ. Nghe Đức Phật nói vậy, bốn vị tỳ kheo hổ thẹn, sám hối, khói than, khói tham dục tiêu tan, gương lòng lặng yên trong sạch. Khi Đức Phật trở gót bước đi, không ai bảo ai, bốn người đều ngồi thẳng mình để tâm vào cõi thanh nhàn vắng lặng. Chiều dương từ từ thẳng xuống phương đoài xa thẳm, dạ thần cũng bắt đầu rủ màn âm u trên vạn vật. Giữa khoảng trống của hai quả núi bên chân trời Tây, bỗng lộ ra nhiều vệt mây hồng rực rỡ, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo, thiên thần. Cũng trong lúc ấy, khi ánh sáng đời sắp tắt, ánh sáng đạo lại bật chiếu nơi tâm của bốn vị tỳ kheo. Trong một buổi chiều xuân, họ đã tìm thấy nguồn hạnh phúc khơi dòng trong cảnh trời xuân bất diệt, trời xuân của ly dục và thanh đạm. Có thì sẽ mất, giàu sang sẽ nghèo hèn, tụ hội sẽ phân ly, mạnh khỏe rồi sẽ đau chết. Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Xưa có vị quốc vương nước Tiên La, ông là một người thông minh nên đã trực nhận thấy cuộc vô thường nhân sanh thống khổ, liền từ bỏ ngai vàng với tình thương nhỏ hẹp để vào núi tu hành. Ở được 30 năm, bỗng một hôm có một người đi săn ham đuổi theo một con nai, lỡ bước xa vào một cái hầm sâu ở trước chỗ ngài thường ngồi tham thiền. Đồng thời có một con rắn, một con chim vì sợ hãi cũng đều rơi xuống đó, thân thể bị thương đau đớn vô cùng. Người trong lên cầu cứu kêu la thảm thiết. Vị đạo sĩ nghe tiếng kêu la, động mối từ tâm, lấy đuốc soi xuống thấy các nạn nhân đang gục đầu khóc lóc. Ngài đến bên hầm và bảo rằng, các người hãy yên tâm, ta sẽ cứu các người thoát nạn. Ngài liền đi kiếm dây thòng xuống, người, rắn, chim đều nhờ sợi dây đó mà lên, thoát khỏi tai nạn. Sau khi lên khỏi hầm, cả ba đều thành kính lại tạ và thưa rằng, thân mạng chúng con được sống đến ngày nay là nhờ lòng hoàng tử phổ độ của ngài. Vậy chúng con xin dành trọn đời cung cấp các vật dụng mà ngài thiếu thốn để đền đáp công ơn trong muôn một. Đạo sĩ nói, ta là quốc vương trong một nước, chân bảo đầy kho, muốn gì cũng được. Nhưng ta nhận thấy phú quý như ngục tù, tài sắc danh vọng là cạm bẫy, đưa ta vào dòng tội lỗi. Chúng nó là những lưỡi gươm sắc bén để giết đời ta, là những mũi tên nhọn để bắn vào tâm ta. Và cũng vì chúng lặn hụp mãi trong biển sanh tử, và cũng vì chúng ta lặn hụp mãi trong biển sanh tử, chịu đủ mọi điều đau khổ. Vì thế, ta phải từ giả xuất gia học đạo. Ta nguyện chứng được đạo quả, vô thượng chánh biến tri, để khai hóa chúng sanh trở về giác tánh. Đâu phải ba người mà thôi. Ngài nói tiếp, từ nay các người đền ơn ta, không gì quý hơn quy y Tam Bảo, dâng lời Phật dạy, làm các việc lành. Người thợ săn thưa, ở đời tuy có những nhà nho sĩ tích công lũy đức, làm lành đánh dữ, nhưng đâu ai bằng đức Phật tử quên mình cứu người.
mà không cần sự đền đáp của người chịu ân, thăm ân của Ngài, con không biết lấy gì để đền đáp. Song chỉ xin Ngài, nếu thuận tiện quá bước đến nhà con, cho chúng con cúng dường đôi chút. Chim thưa, con tên Bác, khi nào gặp việc gì cần đến con, xin Ngài gọi đến tên con sẽ đến ngay. Rắn thưa, con tên Cành, nếu đạo sĩ có gì không hay, xin hãy đến. Rắn thưa, con tên Cành, nếu đạo sĩ có gì không hay xảy đến, xin Ngài gọi tên con sẽ đến hầu. Thưa rồi, cả ba đều từ biệt đạo sĩ ra về. Tình cờ một hôm, đạo sĩ đến nhà người thợ săn. Người này vì lòng gian ham ám ảnh, nên vừa trông thấy Ngài đi đằng xa, đã vội vàng bảo vợ, Ngài đến kia sẽ không may cho ta. Nếu ta có bảo người làm thức ăn gì để cúng dường, người hãy chậm chậm, vì quá ngọ thì ông ấy sẽ không ăn nữa. Đạo sĩ vừa đến nhà, hai vợ chồng người thợ săn niềm nở tiếp rước, mời ở lại thọ trai, nhưng dần già nói chuyện mãi quá ngọ, Ngài phải về không. Trở về núi thấy chim, Ngài gọi, Bác, Bác. Chim thưa, Ngài ở đâu về? Ta ở nhà thợ săn về. Ngài đã thọ trai chưa? Nhà kia chưa kịp dọn thì đã quá ngọ, nên ta không ăn mà trở về đây. Nghe vậy, chim tức tối than rằng, thật người quá dung ân bội nghĩa. Rồi quay lại thưa với đạo sĩ, con không biết lấy gì để cúng dường Ngài, mời Ngài ngồi đây, con đi chốc lát sẽ trở về. Chim liền bay vào hậu cung của vua nước Bà Già, thấy hoàng hậu đang nằm ngủ, trên đầu có gài hột ngọc kim cương. Chim tha về dâng cúng đạo sĩ. Hoàng hậu tỉnh dậy tìm ngọc không thấy, liền tâu vua. Vua truyền sắc trong nước, người nào tìm được ngọc sẽ trọng thưởng. Đạo sĩ khi được ngọc kim cương bèn nghĩ rằng, ta tu hành dùng gì đến vật này, thôi đem lại cho người thợ săn. Người thợ săn biết là ngọc của vua, bèn trói đạo sĩ đem đến nộp cho nhà vua. Vua hỏi đạo sĩ, nhà ngươi từ đâu đến mà được ngọc quý này? Đạo sĩ suy nghĩ, nếu nói sự thật thì loài chim trong cả nước này đều sẽ bị chết hết. Nếu nói trộm được thì không phải là người tu hành. Ngài nghĩ vậy đành im lặng, vui lòng chịu đựng sự hình phạt, ngọn roi tàn nhẫn. Ngài không oán vua, cũng không thù người thợ săn. Trái lại, Ngài động lòng từ bi nên phát nguyện rằng, cho tôi được mau thành Phật để cứu độ các sự quả báo khổ não của anh thợ săn, vì lòng tham ác đã gây nên, và tất cả chúng sanh hiện đang đau khổ. Vua truyền đem chôn đạo sĩ, chừa đầu lại, vào sáng mai để giết. Bấy giờ đạo sĩ gọi tên con rắn, Cành, Cành. Rắn nghĩ, trong thiên hạ không ai biết tên ta, chỉ có đạo sĩ thôi, có lẽ cần gì đến ta chăng. Rắn vội vàng tìm đến, thấy đạo sĩ bị hình phạt như thế, rắn đau đớn cúi đầu thưa rằng, vì sao ngài bị mắc nạn này? Đạo sĩ kể tất cả nguyên do, rắn rơi nước mắt thưa, lòng nhân đạo của đạo sĩ rộng lớn không bờ bến, mà còn gặp tai nạn như thế này. Huống gì kẻ không đạo đức, thì tai họa lại sao tránh khỏi. Rắn thầm nghĩ, ông vua này chỉ có một thái tử rất cưng quý, ta sẽ vào cung cắn chết thái tử, rồi trở ra đưa thần dược cho đạo sĩ, và dặn, hễ thấy đám thái tử đi ngang qua, ngài đem thuốc này cứu thái tử, ngài sẽ thoát nạn. Sau khi hay tin thái tử chết, nhà vua đau đớn vô cùng, bèn truyền lệnh, người nào có tài năng làm cho thái tử sống lại, ta xin chia một nửa nước. Nhưng tất cả lương y trong cả nước đều bó tay, nhà vua đành đem thây của thái tử vào núi để hỏa táng. Đám đi ngang qua bên đạo sĩ hỏi, thái tử đau bệnh gì mà bỏ mạng nhanh chóng thế? Hãy thông thả, tôi có thể cứu sống thái tử. Thị tùng nghe vậy liền vội vàng đến tâu nhà vua. Vua rất mừng cảm động nói, nếu ngài cứu sống được con tôi sẽ xá tội cho ngài và chia nước để ngài làm vua. Đạo sĩ lấy thuốc xoa khắp thân thể, bỗng nhiên thái tử ngồi dậy. Vì sao ta ở đây? Người hầu thuật rõ mọi chuyện đã xảy ra. Thái tử vui mừng trở về cung. Nhà vua giữ lời hứa, chia nửa nước cho đạo sĩ. Đạo sĩ nhất định từ khước không nhận. Khi đó nhà vua tỉnh ngộ. Đạo sĩ là người đã sống ra khỏi vòng danh lợi, bèn hỏi,
ngài ở nước nào và được ngọc ở đâu. Đạo sĩ thuật rõ đầu đuôi việc đã xảy ra. Nhà vua nghe rồi ăn năn cầu xin sám hối. Rồi đòi thợ săn đến và bảo, người có công dưới nước, đem tất cả bà con đến đây, ta sẽ trọng thưởng. Khi đã đến đầy đủ, vua truyền lệnh, vì ngươi đã bất nhân bội nghĩa, mà đạo sĩ gần thác oan, tội ngươi rất nặng, ta sẽ giết cả họ. Lệnh vừa truyền ra, đạo sĩ vội đến can vua. Chúng ta là kẻ trượng phu, không nên đem oán để báo oán, nên đem ân mà báo oán. Oán ấy mới mong dứt được, xin bệ hạ hãy vì tôi mà tha cho tất cả những người này. Vua nghe liền cảm động và mến phục đức nhẫn nại hy sinh cao cả của đạo sĩ, liền ân xá cho những tội nhân ấy. Đạo sĩ trở về núi, tiếp tục tinh tấn tu hành, đến khi mạng chung được sanh lên cõi trời và lần lượt chứng thành đạo quả. Nói đến đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi các tỳ kheo mà bảo, đạo sĩ này chính là tiền thân của ta. Chim là